Bây giờ mình đang tôi đã bảo lại em. Ok sửa ạ, bây giờ mình đang quay trở lại trong video clip mới. Trong video clip này chúng ta sẽ chơi tiếp. Và cho đến thời điểm tại bây giờ mình vẫn chưa thấy một cái gì đặc sắc. Không còn. Cái quan trọng đây chính là việc có khắc phép chữa trị cho những đoạn như có mái mà không có được cho chúng mình thì người ta phải kê kê à, trong động nó sẽ có nhất là một kia nào hoặc một thay lên kê kê thì không có gì đặc sắc lắm mà lên cho chọn kia này ok mà lại à, giờ này cũng là tranh thủ ngày của mình nghỉ full ngày, chúng ta sẽ cho nên mình cố gắng chơi hết trò hết cái ải này. Raven, what? À, hôm nay Raven mãi à? Vậy ta còn quả để gọi Raven. Cùng lúc tại khu vực mình thấy anh mua điện thoại từ Anubis. À, bây giờ đây Anubis à? À, mình cái gì đọc cái chuyện quái gì nhỉ? Kỳ nghỉ hè London hay cái gì gì ấy có xuất hiện của Duanda và Rita, thì có xuất hiện của cái con này nữa à, đúng rồi, giờ mình bắt đầu nhớ ra cái đứa dùng khi gót số 4 gì gì ấy nó dạng khẩu súng nó bắn vào thằng ô tô ra vẫn là con này. Kia nào nó lửa người rồi nhưng mà nó vẫn là hơi chờ đi vòi. Một nho khu phía sau lưng của bạn chị đi đáp phần cái từ xưng hô nó cứ kiểu nó cứ xài hắn hắn trong khi rõ là đây cô gái mà nó cứ dùng từ hắn để chỉ mình đích hiểu mình không thể đoán được cái thằng này cô chủ hay là thằng trai hay được ai được đây gái. Ok. Yeah. 4 phút có trôi qua rồi. Chúng ta làm cái này á. Vẫn là cái đấy à. Tại vì lỗ rồi. Nhưng ghét cái này thích nhỉ. Không bắn nhau là không được.
Mà xem qua cái điện thoại nó đó. Ô, nó chạy xuống. Đặc cả. Nhưng mà thiết kế nó tâm thật. Nhìn nó có cho mình đầu lên. Chứ nó mình đọc cũng nhanh, mình cũng tập đọc nhanh thì thời gian không có nhiều. Mình chưa đến trận đánh nhau. Lên biểu của tớ. Sau khi suy nghĩ xong về phong cách hành động và phương thức chiến đấu của đối thủ, bên nào chuẩn bị phòng thủ. Ok. Ok. Mai cũng bay tham gia. Hairline đẹp, được kèm rất công nhận. Mình là thằng chơi gái chứ mình phải chơi trang bị. Yeah.
Vâng. À, cái video nói chung cũng dài rồi, mình sẽ kết thúc video ở đây. À, rất cảm ơn đã quan tâm dõi và chào tạm biệt và hẹn gặp lại chung video tiếp theo.